Với sản phẩm anten sóng ngắn 14MT ANT19 bảo đảm thông tin liên lạc cơ động đã giải quyết triệt để những vấn đề gặp phải khi chỉ huy hành quân cơ động trên những địa bàn vùng sâu vùng xa. Đây là đề tài nghiên cứu của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc. Vô tuyến điện sóng ngắn là một phương thức liên lạc rất quan trọng trong thông tin liên lạc quân sự. Các loại anten sóng ngắn hiện đang sử dụng để liên lạc sóng ngắn có nhược điểm là tồn tại vùng mù, là vùng mà tại đó sóng đất không lan truyền tới do cự ly quá xa, còn sóng trời không truyền tới được do cự ly quá gần. Do vậy, việc sử dụng thông tin liên lạc sóng ngắn trong chỉ huy hành quân gặp nhiều khó khăn do khi hành quân đến vùng mù thì thường mất liên lạc với trung tâm chỉ huy. Máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn VRS-631S được sử dụng làm thiết bị liên lạc sóng ngắn trên các xe cơ động, xe chỉ huy thông tin có chất lượng liên lạc tương đối tốt. Tuy nhiên, các loại anten trang bị kèm theo máy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ huy hành quân do chưa khắc phục được hiện tượng vùng mù trong thông tin sóng ngắn. Như vậy, việc nghiên cứu, thiết kế anten sóng ngắn khắc phục được các nhược điểm của các loại anten hiện có, tương thích với trang thiết bị vô tuyến điện sóng ngắn VRS-631S để đảm bảo thông tin liên lạc cơ động là một yêu cầu cấp thiết. Chúng tôi là phòng kỹ thuật vô tuyến điện cũng được giao nhiệm vụ tìm tòi nghiên cứu để làm sao cho có thể sử dụng sóng vô tuyến điện là cái loại sóng mà liên lạc không cần phải có trạm trung gian, không cần phải có BTS, có thể liên lạc được một cách liên tục, đảm bảo thông tin liên lạc cho hành tiến từ 0 cho đến 500 km. Cấu trúc anten được lựa chọn để phát xạ truyền sóng trời theo phương gần thẳng đứng và thích hợp để lắp trên xe cơ động là anten vòng nhỏ. Vật liệu khung anten được lựa chọn là sợi composite cốt sợi thủy tinh bọc kim. Khung phát xạ của anten được thiết kế dạng elip, gồm hai vòng đặt song song để tăng điện trở phát xạ, giảm điện trở thuần. Với anten vòng nhỏ, điện trở phát xạ và điện trở thuần của anten rất thấp, cảm kháng của anten rất cao, do đó cần dùng tụ điện để bù lại và sử dụng mạch phối hợp trợ kháng để truyền tải công suất tối đa từ máy phát ra anten. Hệ thống tụ bù và anten tạo thành mạch cộng hưởng đẩy điện áp lên rất cao, cho nên mạch cộng hưởng phải được thiết kế cẩn thận và sử dụng các linh kiện chịu được điện áp cao, điện trở ký sinh thấp và hệ số biến đổi do nhiệt thấp. Nhóm nghiên cứu ứng dụng nền vi điều khiển ARM để viết thiết kế phần mềm, thực hiện giao tiếp với máy VRS-631S, nhận lệnh điều hưởng, thực hiện điều hưởng, ghi nhớ các giá trị để đóng khi có yêu cầu và trả về kết quả cho máy phát. Chúng tôi sử dụng cái phương thức truyền sóng là chiều thẳng đứng, gần như thẳng đứng. Thì khi thu về nó, như tôi đề cập là nó chỉ thu được một phần rất là nhỏ thôi, vẫn rất là ít của tín hiệu. Chính vì thế mà cái phát xạ của tôi phải phát xạ tốt theo cái hướng thẳng đứng đấy. Đấy, phát xạ thật mạnh vào để làm sao cho cái thu về mặc dù được tỷ lệ ít thôi nhưng mình vẫn có thể khả năng nhận được thông tin. Sản phẩm anten sau khi nghiên cứu đã được thử nghiệm liên lạc các khung giờ trong ngày và liên lạc ở cự ly xa. Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Cục Kỹ thuật Binh chủng Thông tin Liên lạc đã tiến hành đo đạc các chỉ tiêu theo bài đo đã được thiết kế, thử nghiệm liên lạc thực tế để đánh giá cự ly liên lạc. Kết quả cho thấy anten sản phẩm đáp ứng được các chỉ tiêu đề ra, có khả năng liên lạc trong tất cả các khung giờ trong ngày và cự ly liên tục. Ưu điểm quan trọng nhất đó là nó có khả năng liên lạc được trong phạm vi từ 0 đến 500 km một cách liên tục để phục vụ cho thông tin cơ động. Nó có cái cơ khí gọn nhẹ và dễ dàng lắp đặt ở trên xe. Ngoài ra thì khi xe đi qua các cái vật cản, ví dụ như cây cối, một cái cành cây hoặc dây điện ở trên đường nhà hàng, thì là anten có khả năng uốn để gọi là tránh hoặc là vượt qua cái vật cản đấy. Thì sau khi qua được vật cản thì là với hệ thống lò xo có khả năng là đàn hồi khôi phục lại trạng thái cũ để tiếp tục làm việc. Với những tính năng ưu việt của mình, anten có thể lắp đặt được trên các xe chỉ huy thông tin, xe tìm kiếm cứu nạn, xe tổng trạm thông tin cơ động phục vụ diễn tập, hành quân, phòng chống bão lụt. Sản phẩm cũng có thể được triển khai cho các vị trí, không gian chật hẹp, không cho phép triển khai anten hai cực mà vẫn cần cự ly liên lạc xa như tàu biển, nhà giàn, các trạm lẻ.
Hiện nay qua cái đợt diễn tập ở phía Bắc và diễn tập ở quân khu 7 và diễn tập ở quân khu 9 thì đã một là đánh giá cái chất lượng đảm ứng cơ động của các cái xe thông tin của quân khu 7, quân khu 9 ở địa bàn miền Nam, miền Bắc này thì của lữ đoàn 139. Và qua cái diễn tập hiện nay thì đã thử nghiệm và đánh giá là kết quả tốt, phục vụ tốt cho người chỉ huy đối với hành quân của đơn vị. Các phản hồi qua đánh giá hiện nay về báo cáo kết quả thì đáp ứng đủ các cái tiêu chí và chất lượng của thông tin liên lạc trong quá trình hành tiến. Kết quả nghiên cứu của sáng kiến đã mở ra hình thức mới trong việc bảo đảm thông tin liên lạc vô tuyến điện sóng ngắn, đã khắc phục gần như hoàn toàn khoảng mù trong liên lạc vô tuyến điện sóng ngắn, đáp ứng yêu cầu về tổ chức thông tin và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thông tin toàn quân.